Jimmy kính chào quý vị và mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Quân nhân vệ binh quốc gia ở DC nhiễm Covid-19 sau khi đối phó biểu tình. Điều tra vụ cảnh sát bắn chết tài xế tại Auckland. Hơn 20 dân biểu Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Trump không giảm quân ở Đức. Nam Hàn cấm không cho thả truyền đơn chống chế độ Bình Nhưỡng. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các quý vị, một số quân nhân thuộc lực lượng vệ binh quốc gia ở Washington DC đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi được điều động làm nhiệm vụ giữ an ninh thời gian có biểu tình gần đây tại thủ đô của nước Mỹ. Theo tin từ chế chức hữu trách vệ binh quốc gia hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6, nữ phát ngôn viên của vệ binh quốc gia DC Trung tá Brooke Davis nói rằng không thể tiết lộ con số chính xác những người nhiễm Covid-19 vì lý do an ninh công tác theo bản tin của hãng thông tấn AFP. Trung tá Davis nói rằng, việc nhiễm virus được biết tới sau khi khoảng 1.700 thành viên vệ binh hoàn tất nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong lúc có các cuộc biểu tình phản đối cái chết của ông George Floyd ngay trước Tòa Bạch Ốc cũng như là các nơi khác trong thành phố và được gửi trả về địa phương các quân nhân vệ binh quốc gia này được thị trưởng DC và sau đó là chính quyền liên bang của Hoa Kỳ huy động hôm 1 tháng 6 để giữ trật tự sau khi các cuộc biểu tình phản đối biến thành bạo động cướp phá hồi của. Các thưa vị phát ngôn viên Davis cũng cho biết những quân nhân này được thử nghiệm virus trước khi và sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở Washington DC. Tuy có nhiều người biểu tình đeo khẩu trang trong các cuộc xuống đường, cũng có nhiều người khác không đeo. Trong khi đó, về phía thành phần công lực gồm cả cảnh sát và vệ binh, có nhiều người không đeo khẩu trang. Đại dịch Covid-19 đã làm ít nhất là 112.000 người Mỹ thiệt mạng kể từ khi lan ra từ Trung Quốc hồi đầu năm nay. Hiện có hơn 2 triệu người dân Mỹ nhiễm Covid-19 so với con số trên toàn thế giới là 7.2 triệu người. Giới chức chính quyền của Washington DC chưa thấy có loan báo về các thành phần giới chức công lực khác bị nhiễm Covid-19 trong thời gian qua. Trong khi đó, thì Sở Cảnh sát ở thành phố Oakland, tiểu bang California chúng ta điều tra vụ lực lượng tuần tra cao tốc California đã bắn chết thanh niên Eric Sagando. Ba sĩ quan lực lượng tuần tra cao tốc California, hay còn gọi là CHP, nổ súng vào Eric, 23 tuổi tối ngày 6 tháng 6, ở phía đông Oakland. Một phụ nữ ngồi trên xe cùng với Sagando cũng bị bắn và bị thương. Sở Cảnh sát của thành phố Oakland cho biết trong thông báo ngày 10 tháng 6. CHP là cơ quan thực thi pháp luật của California, có thẩm quyền tuần tra tất cả đường cao tốc ở California và được coi là cảnh sát tiểu bang. Họ cũng có quyền tiến hành các thủ tục thực thi pháp luật trên các con đường trong thành phố. Sự việc xảy ra trong bối cảnh nạn bạo lực của cảnh sát đang là vấn đề nhức nhối sau khi người da màu George Floyd bị cảnh sát tại thành phố Minneapolis ghi chết vào cuối tháng trước người dân ở Auckland cũng xuống đường biểu tình đòi công lý cho Sanando. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì hơn 20 dân biểu Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện của Hoa Kỳ vừa kêu gọi Tòa Bạch Ốc xem lại một kế hoạch nhằm giảm quân Mỹ trấn đóng ở Đức, theo một bức thư gửi tới Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6. Bản tin của CNN hôm thứ Ba cho biết là dân biểu Mark Thunberry giới chức cao cấp nhất phía Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện đã cùng 21 dân biểu Cộng hòa khác trong cùng Ủy ban kêu gọi Tổng thống Trump chớ giảm thiểu số lớn quân Mỹ đóng ở Đức. Lá thư được đưa ra sau khi một giới chức quốc phòng Mỹ nói với CNN hồi tuần qua rằng Tòa Bạch Ốc đang yêu cầu giảm số lượng lớn lính Mỹ đóng ở Đức. Giới chức này cũng nói rằng là con số chính xác hiện chưa được biết, nhưng có thể sẽ vào khoảng 9.500 người hiện có khoảng 34.000 lính Mỹ đang trấn đóng ở Đức. Dân biểu Liz Cheney, Cộng hòa ở Wyoming hôm thứ Ba đưa ra bản thông cáo nói rằng việc rút quân Mỹ khỏi Đức sẽ là một lỗi lầm trầm trọng và sẽ gây nguy hại cho an ninh quốc gia của chúng ta. Các thứ vị quân đội của Mỹ đã trấn đóng ở Đức từ sau đệ nhị thế chiến và sự hiện diện của họ ở nơi này trong thời gian chiến tranh lạnh giúp ngăn chặn không cho Liên Xô mở cuộc tấn công vào các quốc gia NATO. Quay sang phần tin đến từ Á Châu, thì một ngày sau khi bắt hàng, các các đường dây liên lạc với Nam Hàn về việc gửi những người bắt hàng đào tị, gửi các truyền đơn chống chế độ Bình Nhưỡng, cùng là các món hàng cấm bằng bong bóng qua biên giới. Chính quyền Seoul vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6 nói sẽ truy tố hai tổ chức đang làm việc này. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, thì bà Kim Yo-jong, người em gái đầy uy quyền của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un mới đây đã gọi người Bắc Hàn đào thoát và xin tị nạn ở Nam Hàn là cặn bã xã hội và tệ hơn cả thú hoàng. Chính quyền Nam Hàn muốn cải thiện mối quan hệ với Bắc Hàn hôm thứ Tư nói rằng có hai nhóm của người đào tị Bắc Hàn đã vi phạm khi dùng bong bóng gửi truyền đơn cùng các món quà đi kèm như gạo và thức men qua biên giới. Một nhà tranh đấu là ông Park hot người trốn khỏi Bắc Hàn năm 2000 và hiện đứng đầu nhóm Fighter for Free North Korea, đã gửi truyền đơn qua biên chế ít nhất mỗi tháng là một lần. Trong 15 năm qua, hiện có khoảng 33.000 người Bắc Hàn đào tị sống ở Nam Hàn. Hôm thứ Hai, một số nhà tranh đấu đã bị cư dân địa phương chặn lại khi họ định thả các chai nhựa, trong đó có chứa gạo xuống biển để trôi sang Bắc hàng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.